Xin chào các anh chị và các bạn. Trong nội dung chia sẻ ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách thức hạch toán các khoản truy thu thuế và các khoản tiền phạt sau kiểm tra quyết toán thuế. Trong nội dung này chúng tôi trình bày sẽ có bao gồm các phần: một là nói qua một số các thủ tục khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp từng bước như nào. Cái thứ hai là cách thức hạch toán các khoản truy thu, các khoản thuế cũng như các khoản tiền phạt sau quyết toán. Thao tác của các nghiệp vụ này trên phần mềm kế toán Visa cũng như một số các lưu ý liên quan đến các khoản mà truy thu thuế và các khoản tiền phạt. Trước hết về trình tự, khi các bạn biết là khi các doanh nghiệp hoạt động thì trong khoảng thời gian ở đấy thì sẽ có các cơ quan thuế sẽ kiểm tra ra các quyết định kiểm tra, ví dụ như trên các bạn nhìn thấy có một cái quyết định kiểm tra đây, kiểm tra cơ quan thuế về việc chấp hành pháp luật thuế. Trong nội dung kiểm tra thì ví dụ năm đây là năm 2020, họ kiểm tra cái giai đoạn là từ năm 2018 đến 2019 đấy, bao gồm các nội dung như là kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế này, kiểm tra liên quan đến hóa đơn này, kiểm tra về tiền lương bảo hiểm như vậy. Đấy là quy định như vậy. Thế khi doanh nghiệp sau khi tiến hành cái việc kiểm tra hay là quyết toán thuế, hay chúng ta gọi là quyết toán thuế tại doanh nghiệp xong đấy, đúng không? Thì các cái cơ quan thuế họ sẽ ra các cái biên bản xử lý này, xử phạt. Thì thông thường chúng ta sẽ có biên bản. Đây, ví dụ tôi view một cái công văn biên bản của thuế. Đấy, thì trong biên bản sẽ thể hiện ví dụ như là đây, doanh nghiệp sẽ bị truy thu thêm các khoản thuế, ví dụ thu thuế thuế giá trị gia tăng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp này, các cái khoản phạt do vi phạm hành chính hay là phạt nộp chậm thuế này, thì như vậy. Và các cái khoản này thì doanh nghiệp sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Thì chúng ta sẽ xem một các cái phần ví dụ như là chứng từ ngân hàng, các bạn sẽ nhìn thấy ví dụ các cái khoản mà doanh nghiệp sẽ nộp vào cùng. Ở đây các cái ví dụ của tôi là của các doanh nghiệp khác nhau nhé, này cũng mục đích là bảo mật các bạn tham khảo thôi, hay doanh nghiệp nào vào cùng. Thế thì căn cứ trên các cái nội dung này thì các bạn sẽ thấy là ở đây khi sau khi quyết toán thuế xong thì chúng ta sẽ có hai cái nội dung mà doanh nghiệp nó sẽ thông thường sẽ bị, đó là các khoản thuế sẽ bị truy thu thêm, hay là các khoản liên quan tiền phạt. Vậy cách thức hạch toán các nghiệp vụ này như nào? Thì trước hết đối với các trên biên bản các bạn đọc thấy mà các có hai khoản mà thuế bị truy thu và các khoản tiền phạt thì chúng ta lưu ý trước là một là các cái báo cáo tài chính của những năm kiểm tra đã hoàn tất xong rồi, cho nên chúng ta không nhớ là không thực hiện điều chỉnh lại báo cáo tài chính của các năm trước, mà tất cả các khoản thuế này thì mục đích nó sẽ là một khoản mà doanh nghiệp phải chi thêm, mà nên nó sẽ điều chỉnh trực tiếp vào cái lợi nhuận chưa phân phối lên. Trên các bạn nhớ là các khoản thuế bị truy thu bao gồm là thuế giá trị gia tăng này, thuế thu nhập doanh nghiệp, thì sẽ được trừ trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Vậy lúc này chúng ta sẽ hạch toán là nợ tài khoản 4211 lợi nhuận và có các tài khoản 333 thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn riêng đối với thuế thu nhập cá nhân thì nó sẽ có hai cái hạch toán, một là có thể cái khoản thuế này thì doanh nghiệp sẽ truy thu thêm của cá nhân, nhưng trong trường hợp này thì nó sẽ tương đối khó, tại vì là thường là những năm qua rồi mà doanh nghiệp truy thu lại thuế của người lao động thì sẽ khó, nhưng là hầu hết các doanh nghiệp cũng sẽ là chấp nhận là doanh nghiệp chịu và sẽ trừ vào lợi nhuận luôn. Thế trên bản mà chúng ta có thêm các khoản tiền phạt nữa, xử phạt hành chính ấy, phạt vi phạm lĩnh vực thuế này, phạt chậm thi hành này, hay là gì đó gì, thì chúng ta nhớ tất cả khoản phạt này chúng ta sẽ hạch toán vào tài khoản chi phí khác, tài khoản 811. Các khoản phạt chúng ta hạch toán vào tài khoản phí lệ phí là 3339. Khi doanh nghiệp nộp các khoản tiền thuế truy thu và tiền phạt này thì các bạn sẽ hạch toán bình thường. Nếu đây ví dụ doanh nghiệp nộp bằng thuế điện tử chẳng hạn, nộp thuế chuyển khoản, chúng ta sẽ hạch toán nợ tài khoản 333 chi tiết từng loại thuế phí một, và có tài khoản là 1121 khi chuyển khoản. Vậy chúng ta nhớ lại một cái rất đơn giản thôi, tức là các khoản thuế truy thu thì sẽ trừ vào lợi nhuận tài khoản 421 chắc như vậy, còn các khoản phạt hành chính thì sẽ tính vào là chi phí khác. Thế thì cách thức hạch toán ở trên phần mềm kế toán Visa như nào? Ở đây tôi lấy theo một cái doanh nghiệp sẽ có hai cái khoản thuế bị truy thu thêm, đó là ví dụ như khoản thuế giá trị gia tăng này. Bạn để ý khi mà các bạn nhìn các cái nội dung biên bản cơ quan thuế ghi chú hay là trên các cái chứng từ nộp thuế đấy, thì nhớ cái phần tiểu mục chúng ta sẽ đọc tên để hạch toán nó chính xác. Ví dụ 1701 đây là cái thuế giá trị gia tăng này, 1052 là thuế thu nhập doanh nghiệp này, truy thu thêm này. Đây kỳ tính thuế 2019, mặc dù đây là năm 2021 mà chúng ta nộp lại cái khoản truy thu cho năm 2019. Các khoản 4272, 4254 đây là các khoản mà phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế cũng như là phạt chậm thi hành quyết định.
Các tiểu mục này thì các bạn cũng có thể tra cứu ở trong cái thông tư. Tôi sẽ mở cái thông tư. Chúng ta nhớ là cái thông tư 324. Thông tư này tôi cũng sẽ gửi kèm ở cái phần mô tả của video nhé. Các mục lục ngân sách nhà nước, các bạn bấm tìm kiếm Ctrl F lên. Ví dụ chúng ta tìm là 1701. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, 1701 đây là cái khoản mà thuế giá trị gia tăng. Đó. Ví dụ như cái khoản mà chúng ta vừa nhìn 4254 chẳng hạn, các bạn tìm. Bốn hai năm tư thì các bạn sẽ nhìn đây là cái khoản mà phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế. Vậy cách thức hạch toán trên phần mềm kế toán Visa như nào? Thì chúng ta nhớ là chúng ta tạm chia ra các cái nghiệp vụ, bao gồm có các nghiệp vụ sau: một là hạch toán các cái khoản bị truy thu thuế và tiền phạt truy thu này; hai là nộp. Vậy các khoản hạch toán, các khoản truy thu thì hạch toán ở đâu? Chúng ta sẽ thấy các nghiệp vụ này nó không thuộc các phần hành liên quan đến tiền vốn hàng tồn kho, mua hàng bán hàng, nên chúng ta sẽ hạch toán ở phần phiếu kế toán. Ví dụ như là chúng ta sẽ trên phần mềm Visa các bạn làm phần nghiệp vụ, phần tổng hợp, phần chứng từ nghiệp vụ khác, chúng ta sẽ tự định khoản. Tôi sẽ làm theo cái ví dụ của doanh nghiệp này. Ví dụ doanh nghiệp bị truy thu hai khoản là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Các bạn sẽ hạch toán vào đây nội dung. Toán thuế giá trị gia tăng này, thu nhập doanh nghiệp, truy thu của năm 2019 xảy ra vào năm 2021 này. Cái ngày hạch toán này thì các bạn căn cứ theo biên bản nhé. Biên bản ví dụ ở đây là vào tháng 10 năm 2021 chẳng hạn, biên bản. Căn cứ theo ngày biên bản thì chúng ta là chúng ta sẽ hạch toán truy thu thuế giá trị gia tăng là tài khoản 3331. Xin lỗi các bạn, chúng ta trừ vào lợi nhuận là 4211 có tài khoản 3331. Đây là cái khoản truy thu thuế giá trị gia tăng. Dòng số 2 là khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 3334. Đấy, và chúng ta sẽ gõ các cái số tiền vào. Giá trị gia tăng là 11328500. Khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 17834. Chúng ta cũng có thể hạch toán luôn cái khoản mà các khoản tiền phạt luôn. Các khoản tiền phạt chúng ta nhớ hạch toán và chi phí khác là 811 có tài khoản 3339 các khoản phí lệ phí. Khoản phạt chậm thi hành quyết định là 428024. Phạt vi phạm liên quan đến lĩnh vực thuế 4033510. Bạn có thể ghi thêm nội dung vào đây. Hạch toán khoản truy thu về tiền phạt. Và các bạn bấm cất. Cái này nó chỉ là hạch toán nghiệp vụ thôi, nhưng nó không liên quan đến thuế kê khai, nên các bạn không kê khai thuế nhé. Đấy, phần mềm có hỏi là có không khớp với tiền kê khai, các bạn cứ chọn yes, có thì các bạn đi. Nhớ không kê khai thuế. Và đây chúng ta đang treo các cái khoản công nợ về thuế cũng như các khoản tiền phạt này. Vậy khi doanh nghiệp nộp tiền phạt thì các bạn làm bình thường, nộp bằng tiền mặt thì các bạn làm một phần quỹ, nộp bằng qua ngân hàng, thuế điện tử thì các bạn làm phần ngân hàng. Ví dụ như doanh nghiệp này nộp phần ngân hàng, các bạn sẽ làm như sau: là phần nghiệp vụ mà chúng ta chọn, có thể chọn chi tiền hoặc là chọn nộp thuế, một trong hai trường hợp chi tiền nộp thuế. Mình đã sẽ hạch toán vào. Các bạn chọn tài khoản ngân hàng này, rồi chọn nội dung thanh toán, các bạn sẽ ghi vào là nộp các khoản thuế bị truy thu sau quyết toán, sau kiểm tra thuế truy thu cộng với phạt nhé. Các bạn sẽ hạch toán các tài khoản thuế 3331 này, 3334 này, hai khoản 811 này.
và các bạn điền số tiền vào. Đấy là cách thức hạch toán như vậy thôi. Vậy cái thao tác ở trên phần mềm Visa cũng tương đối đơn giản, các bạn nhớ là có hai phần này. Hai phần này, một là hạch toán các khoản tiền thuế bị truy thu và tiền phạt thì làm ở phần nghiệp vụ khác. Các khoản mà chúng ta nộp phạt thì sẽ làm ở quỹ hoặc phần ngân hàng. Đấy, cách thức như vậy. Một cái lưu ý, vậy là chúng ta nhớ trong các khoản tiền phạt và thuế truy thu và tiền phạt này thì có hai lưu ý. Một cái lưu ý lúc nãy tôi vừa nhắc rồi. Thứ nhất là các bạn không điều chỉnh lại báo cáo tài chính của các cái năm mà đã bị quyết toán nhé, và hạch toán luôn trực tiếp vào cái năm hiện tại luôn. Cái thứ hai là đối với cái các cái khoản mà truy thu các khoản tiền phạt này, các cái khoản này thì chúng ta nhận đây là một trong các cái khoản nhóm chi phí mà không được tính và chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, nằm trong một trong 37 khoản chi phí đấy. Vậy chúng ta cái tài khoản 811 các bạn theo dõi riêng các khoản mà phạt hành chính này, chậm thi hành quyết định hay chậm nộp thuế này. Này thì khi mà đến cuối năm khi doanh nghiệp lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03 đấy đúng không? Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Này thì cái khoản mà chúng ta hạch toán vào tài khoản 811 các khoản tiền phạt, tiền truy thu thì đây là những khoản mà chi phí không được trừ. Và các bạn sẽ nhớ chúng ta sẽ phải điền vào cái phần đây ạ, chúng ta có nội dung các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, đó là chỉ tiêu B4 thì các bạn sẽ điền vào đây. Đấy, các khoản chi đấy. Đấy là trong trường hợp này là các bạn sẽ điền khoản gì? Đấy, các bạn sẽ điền hai khoản mà cơ quan thuế truy thu này, 4033510 cộng với 428024 này. Đây là những khoản mà chi phí doanh nghiệp bỏ ra rồi nhưng mà sẽ không được tính vào chi phí được trừ. Đấy, vậy trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn những quy trình thủ tục cơ bản nhất liên quan đến khi doanh nghiệp bị kiểm tra quyết toán thuế, cách thức hạch toán các khoản truy thu và tiền phạt, thao tác trên phần mềm kế toán Visa và một số lưu ý liên quan đến các khoản tiền phạt, tiền truy thu. Chúc các bạn thao tác thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.